nhân chào thân nuôi là bình thường nô cây ai yu thân nuôi là bình thường đường lây tổ truyền hình prai cơ tu ứng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam bên ta phát đi VTV sơn ứng đài truyền hình Việt Nam thân nuôi là bình thường chập hình hãy dừng cây đứt nền đường cho đào pè lượn chặt lượt là lầy tới viền liềm lưng patet lưng trên nền hậu chư lưng hãy dừng bước râu xe này văn hóa ở ngọc càng cột chấp kinh thị cơ càng dài chăm kế chơi mừng liềm thị bình nụ thân nuôi là càng cột và chiên ứng tỉnh Quảng Nam đi tới kia chặt hàng các càng dài ưng nâu đà nắp về buôn rau di sản văn hóa phi vật thể ưng quốc gia bên đáp chập đằng Quảng Nam nắp ấy cây tâm mặt lưng hai dừa bước rau cần nọ lưng hơi nhờ ưng đáp thân hoa càng có hôm bảy màn đi hậu dư lưng hai dừa bước rau mà chắc chắn nắp rau sản này văn hóa tước đằng bước ngày về tâm ai đan chỉ ngày kiêng tước lượt là lầy nâu ai nặng tợ buôn hai dừa trên nền là lượt là lầy cung tợ bước rau cây trên nền đường chợ răng gan lầy lưng hậu dư hai dứt bước rau cây trên nền lượt là lầy giúp giai đang hai pe đàn nuột chăm vài cây ta bần trên nền bà bờ ta bần trên lưng hai dứt bước mông đang chỗ bước rau cây trên nền bà bờ đánh đường nắc đỏ rau mà ai sau này là gì kiêng say tước ai thì cây sau này đã dụng nâu nô cây đàn nuột hè đường lầy tuổi ở ngài gì ở bưu ta tan jira thị trở vào tập viên trở hàng nam giang tỉnh Quảng Nam tờ tập hà lục ai bưu cây ai bần sang ngập ứng tân cặp bài ประกจังเงเปดีนาปนิลกตูไอเบลจิราบุยฮาราลัวมีแต่ไงแต่แม่ดิเบลตาตานเงมริกตูดังเดือนปะเติบกินเด็กดิเกลเงเบลเวลสังจันจะนังปนิลกตูสักกีเตอร์ตาตานกเช็คกับปลายเหลี่ยมอง่ายกงบับบลัดไตยุงเปลือปะสวดเบิกตะลาเงเลยบอกโรงเลิงตำเรือตานจิบันเรือปะดักกเช็คอรากใจพนิกเบรโปไอติงตีตลาจวงจรปนไอจำเมา Cái dệt thổ cẩm của người đồng bào cơ tu của chúng tôi có khác với dân tộc khác là họ dệt cườm vào trong sản phẩm tạo thành những cái khó khăn. Ở đây là chị ta như ai đầu là lấy dòng bà lần, ở chị phép cả xếp ở rạp ai cả bài. Rau bà nệch chê người lấy về cỏ bà mông ứng thư nguồn kinh, mà nào là tốt ứng tre cả bà. Là la tốt, rồi cái chày giả gạo. Bất cơ mà đùa, hợp tác xã ta ta nhận đời cơ tù cho ra, ta nhận bà suốt bớt chật ta cả rờ bộ bệ à dạ gồn chấp rau, lâm bà lúc cơ lít lơ bớt chật ta bà rờ bộ sáng hà riêng bệ, bân cơ nạ mà dịch tỷ đồng. Trần hàn ta ta nhận nâu ai về bất kênh liềm à, bớn bất ngài ta mai đàn chinh ngài chật nàl tược. Cái xe ta cơ là cơ mà bớt bồm dịp buồn, bộ văn hóa thể thao lần du lịch, hành trên nền ta ta nhận cả bài ứng mở đời cơ tù, นักเราบันเทิงนับประหัตเอิงกติกรุงแฮเบื้องตาตาจราก็มือโอปยรบกเราชนะประหัตเอิงอาการกอกตูมานักไอเยอะแวบกเราดังหาตามายเกียงจักเลือดอัดเลยเอิงจับไงตามายนั่นเองตึกโนกีไอแวบกเอิลตามายจับพลังเลือดเลยเลิงจักกะเกลบันเทิงตาตาติดเดาประกอบตาบันปะโจปยรปมงดังเทนัวโนไอเดือดจำปยรเราชนะประหัตว่าตลาให้เอิงมริกตู So I was not aware of this village. So the one thing I would say is they to reach out to the rest of the world, social media is probably the most effective. I don't know whether they have an Instagram account, a YouTube channel, but I would say this is not a very good place to know. So you have to want to come here. Nak bức ngài nal tược bươn nâu, chứ mệt nâu ai về tà tàn ứng đời ứng ở đà. Chúng tôi đang thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số. Trong đó có cái nội dung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Ở dưới nào sắp rỡ sau này mục tiêu quốc gia được bà dưới rỡ trà thị trường lụa càng có. Ai đẹp về màn hậu ô hà dưới rào sẵn nạp rà hạt. Được tà bạc hà dưới trở nên lượt lầy. Lương chất lũ chăm bà dưa trở nên lượt là lây kênh địa tạp biên. Nào sắc hợp tác xã chả ra, chăm ta bạo bà dưa rào chăn nập. Nào ấy, rượu bà cạc đang hà tạm mai ạt lây địa đầu. Kênh ta tan lương tâm tung dạy dạ, cùng về bức tử nơi bựa lần trên bựa liềm. Cái này cũng đã gắn cái văn hóa truyền thống phục vụ cho du khách. Quảng Nam kênh nô về bài dịch tập bà gặp bùa càng có mà mông. Ê đô bức lần nặng mà nịch cơ tù, đơn nụt cơ tù về bức rào chăn nập rà hạt. Vậy tân tung dạ dạ, tàn cả bà lưng bờ bà nói bà mà, bên hai nắc di sản văn hóa chặt nạp chặt niềng, ưng cả tiệc rung hè.
biết khô hay giờ rau chặt nạp hạt nặc ở bên cơ tu bên chấp ngài chấp bù ghi lệ được bờ ta giờ bất thế nơi ấy bên bờ bao gồm ai bờ chỉ chung đang hậu chư ta giờ lần đường chặt nạp ở cơ tu tức ai tầm mai mà mong tợ tầm mai bờ bờ lệ bờ ạt tị nửa ai bên về cơ tu đi ép chặt hàng tây giang nam giang lần đông giang bà cho hay giờ bươn là tàn cả bài tàn ở bờ tung bờ chợ khen ở luột bờ gọt ăn lòng đang tầm mai ạt lệ năng bất ngài tầm mai bỏ bờ lần bên bất tầm mai hàn tự ạt lệ ta luôn đi bươn là lệ bờ hùng chợ vào sông cồn các mươi trùi màn đang ngân là rau phải ứng gòn chiên chợ na thế na tầm mai ai lần giấc kiêng à ạt đà rưa nào ai được lệ bờ mông cùng kênh trên nền bờ ứng từ nuôi kênh tàn cả bài bờ ở bờ tung gọt ăn lòng các cơ dễ bần sang plong luột bị hành trình nắc rau chăm và gọp bà chô cơ rau chặt nạp bà hạt được bựa thân niên là lê tị bươn bù hùng cùng kênh ta mẹ bà dừng bức để nơi bựa tì vài tợ làng hay ân cơ tu cơ càng giàn. I think it's a real privilege to be here with the Coteau people and to learn about their culture and their music and their food and to share. Alo hai tu ban at ti do jang thu ko tu lang ban chek sang le ra chat nap rat ang pe da cha pro dang ga le sang aku le pe ai do at liem leng ta ma mun leng ka chang ku bin tu kin dik aku ka na hai cho ku hai leng thu nur ai do alo liem pa leng bất ngài tà mạt lưng ạt tà rửa liếm ở tây giang tà mạt lưỡi ạt tình chi very knowledgeable, very kind and has been very welcoming to us on both times. Thì khách sẽ tìm hiểu về nghề chính của người phụ nữ cơ tu, họ sẽ dệt vải như thế nào và công phu như thế nào và nó khó khăn như thế nào và kèm theo. Petama tật ngoài đầu kiêng tà mạt lê bần đờ cơ tu ta ta ưng kinh bơ bần nết ưng kinh bờ tợ cả đạp lưng tượng kình lưng tâm mai tượng là lề cùng buôn cần bờ nền bờ bờn ưng tiền nuôi tại đây tiền nuôi phải chờ chờ trong vùng ở đây lưng bên lưng tâm mai chừng lượt là lề chấp ấy tượng đằng nặng ở chi và chùa bè ai đồng chặt chà chà lưng lượt là lề bờ ạt trong vùng ưng tiền nuôi nó ấy bờ hồn thì khách sẽ trải nghiệm ăn trưa và sau đó đi quanh làng tìm hiểu về cuộc sống bà con ở đây đi chợ lụa ạt là lề có plong pleng ưng đồng giang tỉnh Quảng Nam lai a ta luôn cự thứ tập bal ra tuần ta cả bừa a lang đời sắc bà hân ra vàng đằng hà bù chợ bờ mua gờ vơ bling các mì bà gà rau liêm rai ưng mà nề cơ tu mà bờ mua tận tùng dạ nâu dự về tại đàng bờ mua gờ vơ bling đằng bất ngài ta mai kiêng bờ ạt lê lưng buôn như hài tược đưa người chợ đằng hà ta mai tự ạt lê đưa về bên chợ chô chạm tờ hà ta mông từ nuôi đưa hai thân nuôi cơ tu hai trùi màn đang hạ bất ngài bật trượt tạ lần nàl tược bởi mũa gờ vơ bình nâu bên hai nắc rau chất nạp bởi hạt ưng tì khuôn hè tì cà mò bởi bầu mì dịch sơn. Được xem một trong những cái lễ hội đặc sắc của người dân tộc Cơ Tu, đặc biệt là một cái điệu múa tân tung gia giá thì bên trận trận ở hai ưng mình Cơ Tu kinh đầu kênh tân tung dài dạ cô lê đa bấm bùi hà trưng kịch thập đăng giang của vùng hề một trong những cái nét đẹp của làng văn hóa ở đây. Tôi rất yêu coi như là cái văn hóa của đồng bào Cơ Tu chúng tôi. Hôm nay là coi khu du lịch mở cô chân pa cham cơ đang hà làng pa niên ta tân rau bật muộn nặc rau có lợi nặc rau bạ nặc tâm ai tược lê kiêng bừng tu khắp bàn pi lê ấy lê liêm cơ cô hơi nhập lớn cái điệu nói đó cho đến khán giả và các quý khán giả rất yêu thích các mươi ai chất lụi đưa ra căn cọc cơ tù mà thị chất lụi về chất hòn kênh Bắc Trà My, Nam Trà My biết khá ô dư chất bà rạch chô rào chất nạp bà hạt ưng thân nguồn chấp thị nạ căn cọc đừng ngập bà dư trở nên lượt lời lì ấy lưng sạc bà lúa liêm bà kênh vé chà chô tàn đi bất hợp bù trong lùm ạch chữ ưng bất ngài thân nguồn kênh ca dông cò thị chất hòn Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bà thị chất lụi lượt dùng cả gà chấp bên thị tầng ngày mùi rạ cả xe lưng bất bà rợ bà hai ưng à căn cọc kênh chợ gòn chiên hát treo plong luột biển rừng bà ta bờ nắc tợ cả xe ta cò cầm máu bờ 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 bên biệt ban văn hóa chập tina còn có chợ hàng Bắc Trà My tức nâu cây chợ lụa lượt dùng thị trấn Trà My nắc prát chợ ưng vẹn đồng nâu bờ ta luôn chấp cả xe đắc hộ ô bà giờ bức chợ nạp bà hạt liêm kre ưng à căn cò cột chặt tược a pe cờ tưng vẹn đồng ghi tận tự hộ ô hà giờ rau chợ nạp bà hạt liêm kre ưng chấp tina à căn cò
cả con già Bắc Trà My. Đối với lại cái huyện Bắc Trà My thì cũng dần biến được cái di sản của các đồng bào dân tộc thiểu số. Lương hợp này chẳng Bắc Trà My cùng chăm ạ chân và sao tợ rào chẳng nạp bà hạt và chú bà dựa bà cà văn bà nhà. Lương cà văn nào đừng chà chú đoàn hạ thường rồi vẹn đồng với chà chú tợ cà văn ứng rào chẳng nạp nắc đường tượng. Tại đây bà gọp hạ dựa bà chú rào chẳng nạp ứng thường rồi vẹn đồng. Thu nhập từ những tài sản quý giá này để làm sao cũng là góp phần trong cái việc bảo tồn và phát huy bản sắc tại địa phương. Thứ nhất là bảo tồn, gìn giữ. Thứ hai để cùng gìn giữ phát triển. Mình nặng hộ hạ dựa rào chặt nạp, bờ cơ được bà dựa bà hai bà mẹ, được bà hẹn tâm mà tự ạc là lê, lưng bà cha, gia đăng tâm mà bức ngài nàl tượng rào chặt nạp bà hạt nạp. Khách ở trong và ngoài nước đều biết về các cái giá trị văn hóa truyền thống của bác nêu trên. Tập trung xây dựng các cơ chế chính sách để làm sao mà mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng lên với lại vùng miền núi phía Tây. Cả rồng chấp từ nơi bờ, chính sách bờ ứng kênh đang hạ tầm mà trực được bờ cha ai có càng dài, nạp mặt đường lợp ứng tỉnh Quảng Nam, cung kênh bờ bờ hiền lợn, được trò dục tỉnh Cập Bù, hợp tác xã doanh nghiệp địa vẹn đồng, ngay ứng mạng tràm bờ cha, được bà dựa trở nên lượt ở lây. Các doanh nghiệp của địa phương mà có cái khả năng đang tâm huyết để mà làm du lịch. Bà dựa trên hình lượt lệ tạm bạc ai hạ ô hạ dựa rào chặt nạp bà hạt ứng vẹn lông à gần cổ. Nắc đà bà rửa cà kre ứng tỉnh Quảng Nam nào sọc. Tạc cà mò bà rửa bồ bà chụt mì tạc cà mò bà rửa bồ bà dựa sơn. Đức ngập bà dựa trà chô nạc rào. Tỉnh Quảng Nam bà chê bà rửa cà lưng bà ràng đức ấy chấp chật hòn cà con dàl. Buôn đơn tạm mò lượt à ạt lệ tước dị bà mông ứng thần hồn dị cà con dàl. Nà lần tỉnh Quảng Nam ấy bà dựa bờ bức thần người, bờ tua bà tiết bờ nà biên dục, tợ phố cổ Hội An, Tháp Mỹ Sơn, lần bươi văn hóa ưng thần hồn cổ tù, cor xê đăng, bà gọp bà dựa rào chặt nạp bà hạt ưng cà tì cổ rung hề, ưng tù bù à càng cọc cà càng dàl, lần bà dựa trầm mông trầm mẹ, bà chàm lần tà dựa liêm chàm nhớ nhầm trở nên lượt lời lầy.